nhà nhé. Thì bát la trà thì mình sẽ dùng là bia luộc ngã. Mình sẽ bắt ra phần đế hoa trước nhé. Mọi người sẽ cầm đồng nhỏ lên trên. Mình sẽ ghi đế hình nó thế này ạ. Sau đấy thì mọi người sẽ dựng thẳng đưa lên chân nhẹ ở giữa nhé. Mình đơn nhẹ thay vì để đi chuyển tâm hoa. Sau khi đi phần tâm hoa xong thì mình sẽ chuyển sang phần thảo. Cánh của hoa trà thì sẽ là cánh bốn cánh. Đầu tiên thì mình sẽ đi ba cánh ở bên trong. Tiếp theo là đi cánh bên ngoài thì nó sẽ dài ra và tăng dần lên. Các hoa trà thì mọi người đẩy xoay dù nhé. Xoay dù ở bên nhẹ thì cánh cũng tròn. Sẽ đi cao rồi lên. Rửa ra thì mình sẽ